làm hết mình rồi ạ. Không thể tiếp rồi. Đây có 3 Yes. Đó nó mới là kỷ niệm đẹp. Đẹp mà. Có điều hai 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 người này phải chồng lên nhau. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Vượt Matrix, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất, hạng mục trưởng nhóm thành đoàn, cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Onlala. Chị đẹp đạp gió rẻ sóng thứ bảy hàng tuần 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube.